Rồi, bắt đầu cậu nói đi. Rồi tớ sẽ nói. Cam của chị nó bên đây, cam của em nó bên đây, nó phải bên đây. Thế ai biểu? Rồi, tớ cũng thông báo rồi. I know. Chào thằng Phạm Long. Chị Phạm Long hết rồi. Giấu hết rồi. Rồi. Nóng xỉu. Dạ rồi, em chào tất cả các anh các chị nha. Chia sẻ giùm em với nha. Cái này là thế nào Thúy? Cái này là thế nào? Các anh chị ơi, mọi người ai đang xem mà xem xin một chấm nữa ạ? Sao nó lại như thế nhỉ? Ai đang xem like chia sẻ giùm em với nha. Một nút chia sẻ thôi các anh chị ơi. Đừng có tiếc về em, một nút chia sẻ. Hôm nay em sẽ xả tranh nha các anh chị ơi. Xả tranh để nhập mẫu mới về nha. Đó, hôm nay em sẽ xả toàn bộ tranh luôn nha. Bị bệnh gì đó. Ai đang xem like chia sẻ giùm em với nha. Hôm nay em sẽ xả toàn bộ tranh luôn ạ. Xả toàn bộ luôn nha các anh chị ơi. Ai đang xem like nhớ chia sẻ giùm em nha. Đây là chào chị Thảo Nguyên ạ. Rồi chào tất cả các anh chị nha. Chia sẻ giùm em với nào. Chia sẻ giùm em để em có động lực em lên trang nào các anh chị ơi. Trời ơi, các anh chị yêu quý của em đâu hết rồi nhờ. Chia sẻ giùm em với nào. Hôm nay em sẽ lên trang đây ạ. Ai mà tự nhiên đứa nào nói vậy? Nó ở đâu vậy? Cái loa. Đúng không? Biết đâu. Chị Đặng Thảo, em chào chị Đặng Thảo nào, Bình Yên nha. Chào em yêu. Bình Yên à, em yêu này, bữa nào rảnh cũng vô xem like của chị cảm ơn em nhiều này. Chào chị Đặng Thảo nha chị yêu ơi. Chào các tình yêu nha, các tình yêu chia sẻ giùm em với ạ. Thế là rớt ra cái điện thoại này. Chia sẻ giùm em với các tình yêu ơi. Chia sẻ giùm em lên tranh nào. Lên tranh ngay và luôn. Đây một bức đồng quê. Đây một bức đồng quê kích thước là 60 x 1m1. Bức này em xả 550.000 nha. Xả 550.000 nha. Kích thước là 70 x 1m1. Giá 550.000. Ai chốt thì ghi comment là 550 kèm số điện thoại nha. 550.000 nha chị nhá. 550.000 thôi ạ. Đây một bức cha mẹ này. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đấy, bức này em xả luôn 200. 200 thôi nha. Thấy. Bị chặn đi phần lai rồi. Nói gì chặn lái. Chào chị Linh Hoàng à, chào chị Hoa nha. Ờ. Ở đấy nó không được, ở đây nó được cái này. Bị chặn rồi hả? Nói đi, bị chặn xem luôn rồi. Chào chị Nhung Anh ạ, chào Phạm Long nha. Chị chia sẻ đi. Cái này nó bị like nó bị bệnh rồi chị yêu. Rồi. Đây. Đây là một bức cha mẹ nha. Thưa đi khắp thế gian, chào chị Hồng Hạnh nha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha này. Từ từ em xuống tranh nha. Từ từ em xuống lại nha mọi người ơi. Đấy, tranh cực kỳ đẹp nha anh chị ơi. Kích thước là tấm này là 50 x 70. 50 x 70 nha. 200 ạ. Rồi một bức phú quý bình an. Đây. Phú quý cát tường, cho em nói lộn. Phú quý cát tường nè. Gia đình
lành, vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Bức này em xả luôn 390.000. 390 ạ. Chào bạn Nhung Anh, chào chị Nhung Anh, em cảm ơn chị yêu nha. Ai lấy bức này chốt giùm em là phú quý cát tường, kèm số điện thoại ạ. 390.000, kích thước là 60x90 nha. Đấy. Một bức vợ chồng nè. Vợ chồng nè. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Đấy, bức này 200 mà em xả 200. Ai chốt bức vợ chồng này thì comment là vợ chồng kèm số điện thoại ạ. Đấy, vợ chồng 200 nha. Theo hai con công và các bông hoa mẫu đơn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Bức này tượng trưng cho phu thê viên mãn nha các anh chị ơi. Rồi, một bức tranh đồng quê. Đấy, một bức đồng quê 300 ạ. Một bức đồng quê 300, kích thước là 60-80 nha. Một bức đồng quê 60-80 giá. Tranh theo nha chị Nhung Anh ơi, theo lụa nha chị Nhung Anh. Còn cái này à, chị Nhung Anh về chỉ việc lên khung thôi chị Nhung Anh nhá. Em đang xả tranh theo của phòng tranh em nhá. Phòng tranh em hiện tại là à, mùa này mùa chưa phải là mùa tranh nên em đang cho thợ gia công thêm một số mẫu mới à, chuẩn bị Tết là bông lụa nha chị yêu. Nên là bây giờ em đang xả giá gốc này chị à, Nhung Anh ơi. Chị chia sẻ đi ạ, lên người xem bắt đầu là em sẽ lên người xem là bắt đầu em sẽ tặng tranh cho mọi người liền nha. À chào chị Lan Trần nha. Chị Lan Trần ơi, Lan Trần bán tranh đá đúng không? Chị Trần Lan bán tranh đá đúng không chị yêu? Vợ chồng nè, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Cái này theo hai con chim trĩ và một cành hoa. Hoa này sao giống hoa lan nhưng mà cũng đẹp. Tranh theo lụa nha chị nha các chị ơi. Toàn bộ là tranh thành phẩm này nha, mua về các anh chị chỉ việc lên khung thôi ạ. À. Bức vợ chồng này em cũng xả 200 ạ. 200 kích thước là 60-80 nha. 60-80 nha. Đấy. Đây một bức thọ. Một bức thọ em xả luôn 190.000 ạ. 190.000. Thọ này, phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng. Đấy. Một bức tranh như thế này có 190.000 thôi các anh chị ơi, còn rẻ hơn cả phôi tranh của chữ thập nữa. Cực kỳ rẻ luôn nha. 190.000 bức này nha. Các anh chị chia sẻ thì được miễn phí ship toàn quốc nha. Các anh chị được xem hàng trước khi nhận, miễn phí ship là được xem hàng trước khi nhận. Các anh chị ơi chia sẻ lên 80 người đi ạ. Lên mọi người một mỗi người một lúc chia sẻ lên 80 người em bắt đầu tặng một bức tranh nha. Cứ lên 80 người là em bắt đầu em tặng một bức tranh ạ. Nên các anh chị chia sẻ nhiệt tình đi nha. Bây giờ đã hơn 50 người rồi ạ. Mỗi người cho em một xin một nút chia sẻ này, lên 80 người nhanh thôi nha các anh chị ơi. Lên 80 người là bắt đầu em tặng tranh cho mọi người nha. Lên 80 người là em tặng tranh nha. Tặng tranh trị giá là 200 ạ. Các anh chị chia sẻ nhanh đi nha. Mã đáo thành công. Đấy, theo 8 con ngựa chạy trên đồi cỏ. Đây, 650.000 ạ. 650.000 em xả luôn bức này 650.000. Bình thường em bán bức này tới 1 triệu mấy lần các anh chị ơi. Bữa nay em xả ra để nhập thêm tranh mới về nha các anh chị ơi. Mã đã thành công này, thấy nha chị Đặng Thảo ơi, em thấy chị bây giờ mới thấy con chị comment này. Nãy chị thấy nha, em thấy chị Đặng Thảo là chào bạn. Đây. Đúng không chị Đặng Thảo? Đấy. Bức đồng quê đã 550 nha chị thằng Đặng Thảo ơi. Lúc nãy cái bức đồng quê chị hỏi là 550 nha. Mọi người ơi. 650.000 nha. Rồi, một bức vạn sự như ý cá hoa mẫu đơn đây ạ. Đấy. Cá hoa mẫu đơn nha, vạn sự như ý rất chi là to. Cái bức này tới 1m3 lận nha các chị nha. Về các anh các chị chỉ việc lên khung em thôi, cái này là theo lụa đã thành phẩm rồi nha. Bức vạn sự như ý này 1m3 lên khung là 1m6 nha. 650 ạ. Các chị yêu ơi, bên Facebook Ánh Tuyết ơi, mọi người có đang xem không ạ? Mọi người xem thì cho em xin một chấm này các chị yêu ơi. Bài của em bị ấn đúng không ạ? Sao bên đấy là vẫn được, bên đây không được ta? Bên này vẫn xem được mà cái. Đâu? Nhầm hàng. Đây này, 6 phút này. Đây ra rồi. Rồi, thì nó đi. Cái này 1m3 nên không là 1m6, à, giá 650 ạ. Vạn sự bình yên này, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Đấy, bức này em xả nhanh 650.000 nha các anh chị. Ai lấy thì comment cho em là vạn sự như ý kèm số điện thoại nha. Đấy, 650.000 thôi ạ. 650.000. Rồi, một mẫu đồng quê đây. Một mẫu đồng quê đấy, 300. Bức đồng quê này 300 nha các anh chị ơi. Kích thước là 60-80 ạ. Giá 300. Ai lấy bức đồng quê này comment cho em là 300 kèm số điện thoại nha các anh chị ơi. Đồng quê này có nền trắng và nền đen nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn ạ. Trừ cái phần nền màu đen thì tất cả các chi tiết từ nhỏ đến lớn đều 55567 ai gọi chị đó bẹp? Hả?
55567 ai gọi vậy? Không biết, cắt đi. Đấy, toàn bộ là theo chỉ lụa rồi nha các anh chị ơi. Chị Đặng Thảo ơi, cái này bình thường toàn là 1 triệu mấy không á chị Đặng Thảo? Bây giờ em đang sale để chuẩn bị về lô mới nè chị. Đây này, lô cũ bình thường bán 1 triệu mấy ấy. Rồi, một bức mã đáo thành công khác, mẫu khác này. Đấy, mẫu này có nền trắng và nền đen nha. Bức này em cũng đang xả 650 nha. Bình thường bức này em phải bán đến 1 triệu 2 nha các anh chị ơi. Nên xả để em nhập đăng mới về thôi nha các anh chị ơi. Ai không mua là tiếc lắm đấy. Không có cơ hội mà mua rẻ như thế này nữa đâu. Chị Đặng Thảo ơi, em thấy những shop khác hiện tại đang sale thì sale cái bức này cũng là 950 rồi chị. Mà đây, em chỉ xả chỉ 650 mà chị kia mà chị yêu đáng chia sẻ thì được miễn phí ship nha chị nhá. Đấy. Nền trắng đây ạ. 650 âm chúa. Một bức thuận buồm xuôi gió, một bức thuận buồm xuôi gió đây ạ. Chào Đông Hàng Quán nhá. 70 x 1m2. Kích thước là 70 x 1m2, giá 650.000 ạ. 650.000 nha các anh chị ơi. Đấy. Ai đang xem like chấm cho em một chấm đi ạ. Sao không thấy đông người xem mà không có ai comment hết? Chị cứ nói, chị cứ nói tự nhiên đi. Các chị yêu ơi, mọi người ai đang xem chăm chim một chấm nè, mọi người chia sẻ bắt đầu em tặng tranh nha. Thúy lấy một bức phát tài hay một bức gì đấy bắt đầu tặng này. Coi bức phát tài ở kia phải không? Không. Bức phát tài ở đây. Đây các anh chị ơi, bắt đầu em tặng nha. Đây tặng một bức đồng hồ đi. Đây một bức đồng hồ hạnh phúc đây nha. Đây một bức đồng hồ đây nha các chị yêu nha. Trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Các anh chị, các chị chia sẻ đi ạ. Chờ em tí xem. Nhà ai đang muốn tặng bức đồng hồ này không ạ? Bức đồng hồ này chị giá là 190.000 nha. Ai muốn tặng bức đồng hồ này comment giùm em. Chia sẻ đi các anh chị ơi, mọi người chia sẻ xong comment số nhóm các anh chị đã chia sẻ này. Sau đó thì comment giùm em lên đây là số nhóm đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Rồi, một bức cánh đồng, một bức phú quý bình an cánh đồng sen vàng đây ạ. Bức này em đang sale là còn 5, à quên. Ai còn đang xem ạ? 250.000 ạ. Còn 250.000 nha. Bình thường bán 500 mà bây giờ sale còn có 250.000 thôi nha các anh chị ơi. Giờ mà không mua là sau này tiếc lắm đấy ạ. Bức này kích thước là 50 x 70 nha. 50 x 70 nha, phú quý bình an 250.000 nha các anh chị ơi. Đấy. Tặng có khí thế rồi, bán chị ok chị Đặng Hảo. Đấy. Chị chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ để bắt đầu em tặng nha. Bước đây em sẽ để tặng nha. Chia sẻ rồi comment là đã chia sẻ bao nhiêu nhóm cho em đi ạ. Đấy. Một bức phú quý bình an, vinh hoa phú quý, niên trường thọ, phúc lộc an khang, tuế cát tường. Đây, bức này 350.000. 350.000 thôi nha các anh chị ơi. Rồi, chị Bình Yên 20 nhóm này. Rồi, ai chia sẻ nữa ạ? Bình Yên đầu tiên 20 nhóm này. Các anh chị yêu ơi, chia sẻ chưa? Nhanh. Ai mà chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ đi nào các chị yêu nào. Phú quý bình an này 350.000 bắt đầu em. Mọi người ơi, comment lên đây giùm em số nhóm đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Em sẽ ghim bất kỳ một người nào bất kỳ nha. Một người bất kỳ ạ. Ai trúng là phải chụp hình đã chia sẻ cho em nha. Chứ nhiều hồi mấy anh chị là cứ nói là chia sẻ rồi mấy chục nhóm nhưng mà đến hồi em kiểm tra là không có chia sẻ một tí 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 nào hết. Đấy. Nên là các anh chị là phải chia sẻ thật tình nha. Rồi, một bức tài lộc như ý cũng y như vậy nhưng mà cành hoa mai. Mai vàng đây ạ, vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc tài lộc an khang, phúc nhãn đường. 280.000 thôi ạ. Đấy, 280.000. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nha các chị ơi. Cái này em đang xả lỗ nha. Bình thường bức lộc tài như ý này nó cũng phải vô tầm là 550. Bây giờ em xả luôn 280.000 được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận này. Rồi mọi người ơi, chia sẻ đi, bắt đầu em tặng bức hạnh phúc này. Đây, bỏ bức hạnh phúc này ra. Bức hạnh phúc này em tặng nha, em sẽ ghi một bạn bất ngờ nha các chị ơi. Ai đã chia sẻ comment lên đây giùm em chữ đã chia sẻ đi nào. Ai đã chia sẻ comment lên đây giùm em chữ đã chia sẻ đi ạ. Và số nhóm các anh chị đã chia sẻ nha. Tí nữa mà ai trúng game thì mọi người phải chụp màn hình là mọi người đã chia sẻ giùm em nha. Đây em sẽ tặng bức hạnh phúc này nha. Bức hạnh phúc đồng hồ này, trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa vô thê. Bạn ơi, bạn phải chụp màn hình hình bạn đã chia sẻ nha bạn yêu nhá. Hôm nay có đơn thì em sẽ miễn ship cho mọi người. Mà ai không đó đơn thì em sẽ tặng tranh nha. Chiêu khoản nhiều quá. Đấy, thì tí nữa bạn phải chụp màn hình là bạn đã chia sẻ bao nhiêu nhóm nha bạn yêu nha. Trời ơi, lên 80 người thì em mới có khí thế tặng quà cho các anh chị yêu ơi. Mới rồi, có được 66 người à. Phúc
phúc như Đông Hải Trường, Lưu Thủy, Thọ Tỷ, Nam Sơn, Bách Lão Tùng. Đấy, một bộ phúc lộc thọ như thế này, 4 bức. À quên, 3 bức phúc lộc thọ thì có 3 bức mà sao mình để đâu ra 4 bức rồi. Một bộ phúc lộc thọ như thế này. Ủa sao đây có một bức vậy? Lạc đi đâu hết rồi? Có một bức à, bên kia này, để em lấy. Một bộ phúc lộc thọ 3 bức như thế này. Đây chữ thọ nè. Đấy, chữ phúc đây ạ. Phúc đầy nhà năm thêm giàu có, đức ngập tràn ngày một vinh hoa. Đấy, chữ phúc đây ạ. Đấy, chữ thọ đây, chữ lộc đây. Đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Một bộ 3 bức như thế này có giá 450.000. Ai lấy thì comment phúc lộc thọ kèm số điện thoại cho em nha. 450.000 một bộ 3 bức nha các chị yêu nha. Chỉ có 450.000 thôi nha các anh chị ơi. Đấy, một bộ 3 bức các chị yêu về chỉ việc lên khung giùm em thôi, không phải nhặt với lại không phải thêu nữa nha mọi người. Không phải nhặt, không phải thêu ạ. Cái này là thêu lụa truyền thống, chỉ việc lên khung thôi nha. Rồi, một bức đồng quê nè. Một bức đồng quê 750.000 đây. Bức này bình thường em bán 1.4 triệu, bây giờ xả có 750.000. Đấy, 1.4 triệu của em đấy các anh chị ơi. Đồng quê 1.4 triệu nha. Xả luôn 750.000 ạ. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nha. Cái đồng quê này rất chi là to, thực sự là rất rất to luôn ấy. Trừ cái phần nền màu đen thì tất cả các chi tiết đều là thêu nha. Các anh chị nhìn bức tranh đi thêu kín chừng kịp luôn. Nó còn rẻ hơn cả phôi tranh chữ thật nữa. Phôi tranh chữ thật mà kích thước cỡ này chắc phải mấy trăm ngàn rồi. Đấy. Rồi một bức vạn sự như ý. Ai lấy bức này em xả luôn 250.000. Để ôm 250.000 vạn sự như ý nha. Nó theo cái đối hai bên là gia đình vạn sự bình yên, tài vô lập đến, phúc duyên tràn đầy nha các chị yêu nha. 250.000 ạ. Rồi em sẽ đi một bức tranh khác, là một bức phú quý bình an nha. Nền trắng đây nha. Phú quý bình an nền trắng này. Mọi người ơi chia sẻ lên 2-3 nút nữa đi ạ. Rồi phú quý bình an ạ. 350.000 nè. 700 mà xả còn 350.000 nè. Phú quý bình an nha. Bức này 350.000, mọi người được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận. Cái này là thêu lụa truyền thống nha các chị yêu. Mọi người về thì chỉ việc lên khung thôi, không phải giặt, không phải thêu nữa nha. Có nền trắng và nền đen luôn các anh chị nha. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường. Đây nền, em sẽ cho mọi người xem nền đen đây nha. Nền trắng này, nền đen đây ạ. 350.000 thôi nha. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường. Đấy, có 350.000 à mà được một bức tranh khổ to. Bức này à bình yên hả? À cảm ơn em nha. Tranh rất là đẹp luôn em yêu nha. Hôm nay mọi người chia sẻ đi nào. Trời ơi, đã 60 mấy người rồi các anh chị yêu ơi. Trời ơi, cảm ơn em nha. Trời ơi, đấy phản hồi tốt lắm. 350.000 thôi nha các anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy. Đây một bộ phúc lộc thọ nè, một bộ phúc lộc thọ khác nè, đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Một bộ 3 bức như thế này chỉ có 450.000 thôi các anh chị ạ. Chỉ có 450.000 luôn. Trời ơi, chưa bao giờ mà rẻ như bữa nay luôn á. Đợi vài bữa nữa hả, Tết là không có cái giá này đâu các anh chị ơi. Có tùng, có thuận buồm xuôi gió thôi nha chị Nguyễn Ngọc Ánh ơi. Nguyễn Ngọc Ánh ơi, thuận buồm xuôi gió được không chị? Phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Đấy, một bộ 3 bức phúc lộc thọ này 450.000. Ai lấy thì comment phúc lộc thọ kèm số điện thoại cho em ạ. Đó. Rồi em sẽ cho các anh chị xem một bộ tứ quý này. Tứ quý này. Hạ này, hạ thưởng lục hà trì. Hạ thưởng lục hà trì. Đông ngâm bạch tuyết thi. Đông đây ạ, đông ngâm bạch tuyết thi. Thu nè, thu ẩm hoàng hoa tử. Đây, thu ẩm hoàng hoa tử. Và xuân, xuân du phương thảo địa. Một bộ phúc lộc, một bộ tứ quý xuân hạ thu đông. 4 bức như thế này chỉ có giá 350.000 thôi ạ. 350.000, ai có đơn hôm nay mà chia sẻ em sẽ miễn ship luôn cho các anh chị nha. Rồi em xem. Ok nha. Đấy, phúc lộc tứ quý nè, 4 bức là chỉ có 350.000 thôi nè. Thuận buồm xuôi gió đây nè. Thuận buồm xuôi gió. Tùng Cúc Trúc Mai Thương Nguyễn. Tùng Cúc Trúc Mai một bộ 4 bức tứ quý là 350.000 nha. Dưới chân. Ai lấy thì comment cho em xin số điện thoại luôn ạ. Tùng Cúc Trúc Mai chị đăng like rồi hả? Like rồi hả? Đây ạ, bức thuận buồm xuôi gió này là 650.000 nha chị nhá. Có nền trắng với nền đen chị yêu, có xem nền đen không? Em lấy nền đen chị xem. Thuận buồm xuôi gió này có nền trắng và nền đen này, 650.000, kích thước là 70 x 1.2 m nha các anh chị ơi. Trừ cái phần nền màu trắng hoặc là màu đen thì tất cả các chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ bé tẹo tà teo
cũng là theo luôn nha các anh chị ơi. Về là chỉ việc lên khung thôi, không phải giặt, không phải theo một chút gì nữa. Đấy, 650.000, ai lấy thuận buồm xuôi gió thì comment cho em là thuận buồm xuôi gió kèm số điện thoại nha. Chị Thương Nguyễn ơi, tùng cúc trước mai là một bộ tư quý đấy, em vừa mới cho chị xem đó, nếu mà chị lấy thì comment cho em số điện thoại luôn nha. Một bộ tứ quý chỉ có 350.000, còn rẻ hơn cả phôi các anh chị mua về theo nữa. Mà các anh chị mua về mà phải theo nữa thì không biết bao giờ nó mới xong một bước như thế. Có khi theo được nửa bước, được lên. Rồi, em thuận sẽ cho gió. Đây em còn một mẫu này nữa, một mẫu thuận buồm xuôi gió này nữa nè. Trời ơi, bước này em chỉ còn một bước duy nhất thôi, em xả luôn 550.000 đấy. Thuận buồm xuôi gió này em còn một bước này. Với thuận buồm này nó còn có màu đen nha các chị yêu nha, nhưng mà em biết bỏ lộn đâu mất rồi. Đấy, một bức thuận buồm xuôi gió duy nhất này. Đấy, em xả luôn 550.000. Trời ơi, quá rẻ, quá đẹp luôn. Còn một bức duy nhất thì em mới xả như thế nha. Kích thước là 50x70. Có nền màu trắng chị Thương Nguyễn ơi. Tùng Cúc Trúc Mai có nền trắng luôn nha. Cái bức thuận buồm xuôi gió này ai lấy comment giùm em 550 kèm số điện thoại nha. Chỉ còn một bức duy nhất thôi, 550.000 ạ. Đấy, em xả nhanh một bức này. Cái nền trắng này ta. Đấy, nền trắng là như này này. Được. Đây, đây là bộ nền trắng này, bộ hoàn chỉnh này. Bộ này, bộ này còn một bộ duy nhất à. Đây, còn một, có một mẫu Tùng Cúc Trúc Mai đi đây này. Đấy, Thu này, Thu Ẩm Hoàng Hoa Tửu này. Hạ Thượng Lục Hà Trì đây. Đông Ngâm Bạch Tuyết Thi nè. Đâu rồi? Còn cái nữa đâu? Có 3 cái. Rồi, đây là một bộ, bộ này là bộ khác nha. Bộ này là bộ bộ người đi. Comment giùm em bộ này là bộ người. Ai lấy bộ này thì comment là bộ người kèm số điện thoại nha. Chị Thương Nguyễn coi cái gì á? Tùng Cúc Trung Mai có nền màu trắng. Đây này chị yêu này. Cái bộ này nền màu trắng này, lúc nãy là cái bộ khác. Đây là cái bộ này. Cái bộ đen này chị. Tuyết Thi nè. Đây là cái bộ đen này chị Thương Nguyễn. Hạ Thượng Lục Hà Trì đây. Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử. Và Xuân Du Phương Thảo Điện. Đấy. Một bộ 4 bức xuân hạ thu đông như thế này, có nền trắng và nền đen, 350.000 ạ. À. Ai chia sẻ hôm nay em sẽ miễn ship luôn ạ, 350.000 nha các anh chị ơi, quá rẻ luôn ạ. Đấy, một bộ như thế này, 4 bức xuân hạ thu đông 350.000, ai lấy comment. Comment là tứ quý trắng hoặc men kèm số điện thoại nha. Kích thước là 35x75 nha chị ơi. Rồi em sẽ cho các anh chị xem một bộ cha mẹ này, cha này. Trăng kích thước là 35x75 anh chị Thương Nguyễn, nhân cho 4 bức nha. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu vì con cha mẹ nắng đầu giải mưa. Răng khôn cái gì răng khôn răng rụng xuống đầu. Rồi mẹ đây, ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. Một bộ như thế này 280.000 ạ. Chị Hải Yến nha, chào Hải Yến nha. Đấy, một bộ hai bức cha mẹ như thế này 280.000, ai lấy cha mẹ comment cha mẹ 280.000 kèm số điện thoại nha. Đấy, một bộ hai bức chỉ có 280.000, quá rẻ quá đẹp luôn. Rồi Phúc Lộc Thọ nè, Thọ nè, Phúc Như Đông Hải Trường Lưu Thủy Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng Thọ đấy, cây Tùng Phúc nè, Phúc sinh phú quý gia đình thịnh lộc tấn vinh hoa phú quý hưng nè. Lộc nè, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm nè. Đấy, ba bức Phúc Lộc Thọ như thế này chỉ có giá 450.000 thôi nha các anh chị ơi. Toàn bộ là tranh đã thành phẩm rồi nha các anh chị, về chỉ việc lên khung thôi ạ. Rồi phú quý bình an 350.000, có nền trắng và nền đen, kích thước là 90x60. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường đấy. 350.000 nha các anh chị ơi. Sao cái màn hình của tớ nó xấu dã man. Thấy ông chúa sao Thúy không lấy của em mà xài mua chi vậy? Sao cái màn hình nó xấu dã man tàn bạo vậy ta? Đấy. Các anh chị yên tâm là em khi nhận hàng em sẽ cho các anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận nha.
vạn sự bình yên và vô lập đến phúc duyên tràn đầy. Vạn sự như ý đấy. Đấy. Rồi một đất đồng quê 750.000 ai lấy bức này em xả ngay 750.000 đây này chị ơi. 1 6 8 4 1 3 3 9 0 9 750.000 kích thước 70 x 1m2 nha. Rồi một bộ phúc lập họ tên. Alo. Alo. Dạ gì anh? Một bộ phúc lập họ thuyền nè. À em bấm nhầm mất anh. Đấy. Dạ, dạ. Đa lộc đa tài đa phú anh, quý tài, đa lộc đắc nhân tâm. Phúc đầy nhà năm thêm giàu có, đức ngập tràn ngày một vinh hoa. Đây là bức phúc nè. Rồi bức thọ nè, phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ tỷ nam sơn. Phú quý bình an màu trắng, chị Phụng Kim ơi, lấy phú quý bình an màu trắng hả không chị? Bức phú quý bình an của chị phải không, màu trắng hả không? Đưa đây gấp cho chị Phụng Kim cả lộ. Rồi ok chị Phụng Kim nha. Rồi em lấy cho chị Phụng Kim một bức rồi nha chị Phụng Kim. Rồi phúc đấy, chọn bộ 3 bức như thế này. 3 bức phúc lộc thọ này chỉ có giá 450.000, ai lấy phúc lộc thọ, phúc lộc thọ thuyền kèm số điện thoại cho em. Rồi các anh chị chia sẻ nhiệt tình đi. Cái bức hạnh phúc này em nói tặng mà nãy giờ không thấy ai chia sẻ gì hết. Có thấy có 1-2 người chia sẻ, không có động lực để tặng Tranh luôn á. Các chị ơi chia sẻ đi ạ, lên 80 người bắt đầu tặng một bức hạnh phúc nha. Đây bức hạnh phúc này, trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê nè. Đấy các anh chị chia sẻ nhiệt tình đi, hôm nay em sẽ tặng cái bức tranh này cho các anh chị luôn, tặng luôn. Đấy các anh chị chia sẻ đi rồi em sẽ tặng cái bức này cho các anh chị đấy. Rồi thuận buồm xuôi gió nền màu đen đây ạ, 650.000 đây. Ai lấy bức này comment cho em là thuận buồm xuôi gió nền đen, 650.000 nha các anh chị ơi. Đấy 650.000, kích thước là 70 x 1m2 nha. Trừ cái phần nền màu đen ra thì tất cả các chi tiết đều là theo chị Lụa nha. Chị Phụng Kim ơi, chị nhận được tranh của em chưa chị ơi? Chị Phụng Kim ơi, chị nhận được tranh của em chưa? Rồi một bức mã đáo thành công, mã đáo thành công này. Cái bức này, 650.000, có nền trắng và nền đen. Đấy, 8 con ngựa đang chạy trên đồi cỏ. 650.000 thôi nha. Cái này có nền trắng và nền đen, kích thước 70 x 1m2 nha các chị ơi. Đấy. Ai lấy cái này comment là mã đáo thành công kèm số điện thoại nha. Đây nền màu đen đây nè. Đấy mã đáo thành công nền đen đây. Dạ rồi, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn Đặng Thảo nha. Ít quá mà không thấy mãi mà không lên được. Người cứ mấy, cứ năm mấy 60 người không mà sao mãi không lên được 80, lên 80 người là em sẽ tặng ngay cái bức đấy. Lên 80 người là em sẽ tặng ngay cái bức hạnh phúc đấy. Mã đáo thành công nền đen này, 750.000 nè, 650.000. Ai lấy mã đáo thành công này kèm comment mã đáo thành công nền đen kèm số điện thoại nha. 750.000 ạ. Ủa bên cậu có ai nói gì không? Không. Rồi một bức đồng quê kích thước là 50 70 300, 300 nha các chị ơi, bức này 300. Rồi một bức vạn sự như ý nè, vạn sự như ý cá hoa mẫu đơn đây ạ, 650.000 có câu đối nè, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Trời ơi quá đẹp luôn các anh chị ơi, chỉ có 650.000 luôn. Tranh này toàn bộ là đã thành phẩm rồi nha. Toàn bộ là đã thành phẩm rồi nha các anh chị ơi. Về chị Việt Đặng Thảo. Chị Đặng Thảo hôm nay mua đơn đi, mua một đơn đi chị Đặng Thảo, em tặng cho chị bức đấy luôn nha chị Đặng Thảo nhá. Chị mua đơn trên 300 em tặng cho chị bức đấy luôn nha, được không? Khỏi phải chơi chi cho nó mệt. Bây giờ xe lên 80 người mọi người đâu có xe nổi đâu. Mãi mà không lên được mà cứ năm mấy 60 cũng năm mấy 60 biết cứ dậm chân tại chỗ hoài à, buồn ghê. Rồi là, mã đáo thành công này. Nên là chị Đặng Thảo đi, hôm nay đặt đơn trên 300 em tặng cho chị Đặng Thảo bức đấy chị Đặng Thảo nhá. Mã đáo thành công 650.000 nha các anh chị ơi. 650.000 kích thước là 70 x 1m2 nha. Đấy, 70 x 1m2. Rồi một bức thọ nè. Phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bách Bảo Tùng. Bức thọ này em xả ngay 190.000, ai lấy bức này comment thọ kèm số điện thoại nào.
có 190.000, trời ơi, quá rẻ luôn. Kích thước là 50x70 nha các anh chị ơi, đẹp quá luôn. Rồi một bức vợ chồng nè, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương nè. Vợ chồng này 200 nha. Kích thước là 60x90 nha các chị yêu ơi, 60x90 nha. Bạn Đặng Thảo, hôm nay bạn có đơn đi rồi mình tặng cho. Đơn trên 300 rồi mình tặng cho. Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương nè. 200, bức vợ chồng này xả ngay 200. Rồi một đứt đồng quê nhỏ nè, 300. Kích thước là 50x70. Chị Phụng Kim ơi, bây giờ chị Phụng Kim có đơn đi. Em bữa em đã bớt cho chị Phụng Kim rồi mà đúng không? Chị nhận được tranh của em chứ chị Phụng Kim ơi, hôm nay chị có đơn không? Hôm nay chị có tính chị, mua chị gì không? Mua thêm cái gì đây rồi em tặng cho chị nha. Trời do ơi, bây giờ em đang xả gần hết rồi chị Phụng Kim. Hôm bữa mấy cái bức như của chị là em xả tới sát vốn luôn rồi á, không còn được một chắc được 20-30 gì đấy. Chắc chết quá. Ai biểu nói tặng chê. Giờ các anh chị ai cũng muốn tặng, em cũng muốn tặng lắm nhưng mà các anh chị ơi phải ủng hộ tăng cho em với chứ. Xả hoài xả mãi mà không thấy hết tăng. Trời, người ta xả một ngày mấy chục đơn, mấy trăm đơn, em xả ngày có 3-4 đơn mà rồi người ta trả về hàng bo mất 2-3 đơn rồi. Xả kiểu này chắc cả tháng em cũng không hết. Vợ chồng nè, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương, 200 ạ. À. Đấy, 200 thôi. Phú quý cát tường nè, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy. 390.000 nha các anh chị ơi, 390.000 nè. Đấy, cha mẹ đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. 200 nha, 200. Rồi bức đồng quê này kích thước là 60x1m1, 60x1m1 em xả luôn bức này. 550.000 ạ, 550.000 ạ. Đấy, 550.000. Rồi một bức tài đức này, 190.000. Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ. Cầm yêu gọi chị nè. Đấy, một bức hạnh phúc nè, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Bức này em xả luôn 190.000. 190.000 thôi nha các anh chị ơi. Đấy, 190.000. Ai lấy là comment hạnh phúc kèm số điện thoại cho em nha. Rồi gì nữa, sao thấy mẫu đi đâu hết rồi, đưa cá hoa sen đây ơi. Mẫu nhiều lắm mà đi đâu hết vậy. Đây, vạn sự như ý. Vạn sự như ý nè. Cá hoa sen nè. Tại cát hoa khai mừng thịnh vượng, đức ngập tràn ngày một vinh hoa, 9 con cá và 9 bông hoa sen. Bức này em xả luôn 390.000, kích thước 60x1 phút. Đặng Thảo ơi, chị không bớt đâu. Đặng Thảo ơi, giá này giá xả rồi, chị không bớt được đâu em ơi. Em cứ yên tâm, em đi tham khảo đi. Chỗ nào mà bán rẻ hơn chị là lại đây chị trả lại tiền luôn cho em. Đóng không bộ tư quý là 1.1 triệu ngang thường viễn cả không lẫn tranh nhá. Rồi, một cánh đồng hoa sen vàng, kích thước là 1m1, 60x1m1. Bức này em xả luôn 450.000. Ai lấy cái này 450.000 comment số điện thoại nha các anh chị ơi. Tứ quý là một bộ 4 bức, xuân hạ thu đông, giá chỉ có 350.000 thôi nha các anh chị ơi. Tứ quý một bộ 4 bức á à? Anh bạn chị Thường Nguyễn ơi, chị Thương ơi, cái đấy là bình thường em bán tới 950, 850, 950 em có, và bữa nay em xả có 350 à. Cha mẹ 190.000 này. Thương cha xoay ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Đấy, 190.000. Cái bức này mà tặng cha mẹ thì hơi bị tuyệt vời luôn. Chỉ có 190.000 thôi nha. Ai lấy comment cha mẹ kèm số điện thoại, 190.000 nha. Rồi, một mẫu phú quý bình an. Cái gì mà chị Phụng Kim nói 400 được không em á? Phụng Kim ơi, chị Phụng Kim ơi, em miễn ship mà chị Phụng Kim. Cho xem lại bức phú quý bình an kìa. Đây, phú quý bình an, cánh đồng hoa sen xanh. Bức này 250.000 em xả luôn, 250.000 ạ. Cái bức nền đen kìa, cho Đặng Thảo coi. Đặng Thảo này hỏi bức đấy phải không? Đâu? Để em xem thử bức nào chọn nó. Phú quý cát tường á, là công đúng không?
Có nha anh, chờ em tí xíu để em dọn dọn cái chỗ này em cho anh coi. Đây, đây Đặng Thảo nha. Đây phú quý cát thường đây 390.000. Gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy, có 390.000, quá rẻ, chưa bao giờ mà nó rẻ như thế này luôn á các anh chị ơi. Kích thước là 60x90 nha. Theo rồi toàn bộ là đã theo thành phẩm rồi, về chỉ việc lên khung thôi các anh chị ạ. Quá rẻ luôn. Trời ơi rẻ gì đâu mà rẻ vậy á. 390.000 nha. Chị Phùng Kim ơi, em nói thật với chị cho em bán quá chừng quá thể quá mức rồi, em xả tăng bằng luôn rồi mà. Chị bớt em chị nghiệt ngã về chị ơi. Chị Thương Nguyễn ơi, đây này, đây là bộ 4 bức như này nha chị Thương Nguyễn ơi. Xuân Hạ Thu Đông như này nha chị. Nhưng mà cái bộ lúc nãy em cho chị xem mà chữ vàng nó đẹp hơn cái mẫu này luôn nha chị. Đấy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị ơi. Lên nó xa quá nên nó mới nhìn nhỏ chứ thật ra ở ngoài nó to lắm. Nó tới 1m6 rồi mà chị Thương Nguyễn ơi. Tứ quý là một bộ 4 bức là 350.000 nha. Có nền trắng và nền đen nha. Không có bộ nền trắng không biết đó. Đây bộ nền trắng này, bộ nền đen đi đâu rồi. Rồi nha. Tứ quý là 350.000 một bộ nha các chị yêu nha. Đây. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận ạ. Xuân Du Phương Thảo Địa nè. Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử nè. Có nền trắng với nền đen nha các chị yêu ơi. Hạ Thưởng Lục Hà Trì nè. Đông Ngâm Bạch Tuyết Thi nè. Đấy. Đây là bộ màu trắng nè, 350.000 nha các anh chị ơi. Ai lấy cái này thì bức phu quý cát tường tầm 400 nha. Đóng không ở tầm 300 mấy nha bạn Đặng Thảo. Đông Ngâm Bạch Tuyết Thi đấy. 350.000 nha. Cái bộ tứ quý mới đó rõ lắm. Đây này, tứ quý này các chị yêu này. Đây là màu trắng nha, còn màu đen đây ạ. Màu đen là đây là bức xuân, bức thu này. Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử này. Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử này các chị yêu, chờ em tí em tìm nha. Này, Xuân Du Phương Thảo Địa này. Đấy, một bộ 4 bức như này nha. Còn tranh này giá bao nhiêu? Bạn Minh Tú ơi. Bạn Minh Tú ơi, tứ quý là một bộ 4 bức 350.000 nha bạn ơi, mình miễn phí ship luôn nha nếu bạn chia sẻ. Đông còn một bức gì nữa ta? Chị Phùng Kim lấy tứ quý màu trắng hả chị Phùng Kim? Ok chị Phùng Kim nha. Đông Ngâm Bạch Tiếp Thi nè, còn một bức hạ nữa chờ. Các chị chờ em tí xíu nha, bức hạ là 350.000 luôn nha mọi người. Nói quên nhầm, một bộ 4 bức là 350.000, tắt cái khoản đi. Kích thước mỗi bức là 35x75 nhân cho 4 bức nha. Đây là bức hạ này, Hạ Thưởng Lục Hà Trì nha. Em cho mọi người xem lại theo cây trúc nha, bộ này là bộ tùng cốc trúc mai ạ. Thương Nguyễn ơi, em có lấy tứ quý không? Đông Ngâm Bạch Chiết Thi này, Đông Ngâm Bạch Chiết Thi này, theo cây tùng này. Bức Xuân Du Phương Thảo Địa theo cây mai nha. Và Hà Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử theo cây cúc ạ. Một bộ 4 bức tùng cốc trúc mai này là 350.000. Một bộ 4 bức tranh theo lụa nha các chị yêu nha, theo lụa truyền thống này. Các chị được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận nha. Do em đang xả hết để em nghỉ đây ạ. Một bộ 4 bức là 350.000 nha các chị. Đặng Thảo em đừng bớt nữa, chị không bớt đâu. Không bớt được chứ không phải là chị không bớt em. Tại vì nếu em tặng cho em cái bức đấy là cũng 190 rồi Đặng Thảo. Đây ạ, lộc tài như ý này. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, tài lộc an khang phúc nhãn đường nha. Bức này là 280.000, bức lộc tài như ý này. Bức này bình thường em bán 600 nha các chị ơi, tranh theo lụa nha. Bức này bình thường bán 600 ạ, bây giờ xả còn 5, còn 280.000 nha. Cho mình bộ. Bạn yêu ơi, bạn lấy bộ nào thì comment cho mình tên bộ cộng số bộ điện thoại. Bộ nói về cha mẹ cho xem, cho anh Tuấn Dương Hà này xem cha mẹ này. Bằng đồng quê mấy cái điện thoại nó có chạy hết được mẫu không thế? Được được hết, nhìn xem hết mà. Đây bức cha mẹ, chờ em tí xíu em tìm nha. Rồi ok nha chị Hiền Lê ơi, cho xem tấm lớn. Cha mẹ 208 á, anh coi bức cha mẹ 208 đây. Bức cha mẹ này hả anh ơi? Bức cha mẹ này một bộ 2 bức như này nha. 280.000 nha các anh chị. Một bộ 2 bức nha. Ơn dưỡng dục một đời con nghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên nha. Đây là bức cha này. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu, vì con cha mẹ giả dầu nắng mưa. Một bộ 2 bức như này các anh chị lên không cực đẹp luôn. Chỉ có 280.000 một bộ 2 bức, được miễn phí ship nha các anh chị, được xem hàng trước khi nhận luôn. Dạ có khung tranh luôn nha anh Tuấn Nguyễn ơi. Cho coi tấm đồng quê lớn kìa. Tấm đồng quê lớn này là tấm này là 550.000 nha các anh chị nhá. Đây anh Cường Nguyễn ơi, đồng quê đây ạ. Đóng khung 4 bức này tầm cỡ 600 700 nha anh Tường anh.
Bức đồng quê này là 550 này. Em còn bức đồng quê 750 là bức này to như thế này. Mọi người có đang xem rõ không ạ? Đồng quê thì có hai cái thước là lớn với nhỏ nha. Bức này 750 này. Đấy, cây đa giếng nước đường làng nha. Có những cô thôn nữ gánh lúa về làng nha. Mọi người gánh lúa về nhà nha. Bức ở phía dưới là 550 ạ. Còn bức phía trên là 750 nha. Ai chốt bức phía dưới hay phía trên thì comment giùm em nha. Bức phía dưới 1m1 và bức phía trên là 1m2 nha các chị nhá. Bức phía dưới là 1m1 và bức phía trên là 1m2 ạ. Bức phía trên này thêu nhiều hơn và thêu dày hơn, kích thước nó cũng lớn hơn nữa. 750 và 550, ai lấy bức mẫu nào? Anh Tuấn Nguyễn ơi, anh lấy khung thôi hả hay anh lấy cả tranh nữa? Cho coi cá kìa, cho coi tranh cá kìa bên tí. Vâng, Phương vâng. Phạm. Ok chờ. Chị Phương Phạm chờ em tí nha chị Phương Phạm ơi. Đây là bức thuận buồm xuôi gió này. Thuận buồm xuôi gió này 650 nha chị yêu nha. Tuấn Dương Hà inbox. Anh Tuấn Dương ơi, anh inbox cho em đi. Bức nhỏ có giảm không? Bức nhỏ em đang xả đây các chị ơi, đang xả hết giá vốn này. Em đang xả rồi nha các anh chị ơi, các anh chị cứ yên tâm đi là không có nơi nào mà rẻ hơn bên em nữa đâu. Các anh chị có thể đi tham khảo. Bên em là rẻ quá chừng rẻ rồi nha các anh chị ơi. Được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận luôn nha. Chị Hiền Lê ơi, phong cảnh á là bức nhỏ là 1m1 mà bức lớn là 1m2. 71m1 với lại 81m2 nha chị nha, giá 550 và 750 ạ. Bức đấy bình thường bán 1,8 triệu. À, cá bức này 600 nha, bức này 600 vạn sự như ý này, 1m1 nha. Không có câu đối hai bên, có câu đối hai bên nữa là một. Anh Tuấn Nguyễn ơi, anh inbox cho em đây nha. Anh mua khung anh inbox cho em nha. Thì, rồi. Bức này là lập tài như ý 208 này. Em đảm bảo với các anh chị là tranh của em không hề có phai màu nha. Không hề phai màu luôn nha các anh chị ơi. Đây em cho, đây là thanh thêu mà các chị yêu này, em cho mọi người xem. Đây là cái này, là có thấy hai màn hình không? Thấy. Đây này, cái này là thêu lụa mà các chị yêu này. Thêu lụa mà cái này là chỉ bằng giống như là chỉ may đồ của mình đấy. Cái chỉ này là khi gặp ánh sáng là tự động nó phát sáng luôn, nên là mọi người rất là đẹp luôn. Và độ bền của cái này nó gấp đôi gấp ba lần với tranh thêu chữ thập ấy. Đấy, các chị thấy không? 9 con cá hồi nãy mới giờ, 9 con cá là khổ to hay khổ nhỏ vậy anh? 9 con cá này là khổ 650.000 nha bạn 600, ơi, 650.000 nha 600, bạn anh Nguyễn 600, ơi. 600. Bức này không có chữ, không 600. Cái bức này không có câu đối nên là 600, mà có câu đối thì là 650.000 nha bạn ơi. Đây. Mình ở Đắk Đoa Gia Lai nha bạn ơi. Đây này. Cái này này các chị yêu này. Anh Tuấn Nguyễn ơi, anh inbox cho em nha. Khung của tôi quý em biết rồi, anh inbox cho em đi, cho xem lại mẫu bức đồng quê lớn đi. Đây em cho lại xem đồng quê lớn này, thuận buồm xuôi gió này 650 nha. Đồng quê lớn này ạ. Đây bức đồng quê lớn này ạ, 750.000 đây các anh chị ơi. Cái này là 1m2, 80 1m2 nha. Các anh chị yên tâm là em cho các anh chị xem hàng trước khi nhận ạ. Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Bức cá này. Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Cá có theo chữ Gia Hòa Vạn Sự Hưng ý chị. À. Cá không có Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Ý là tranh cá thì mình có, nhưng mà theo chữ Gia Hòa Vạn Sự Hưng thì mình không có nha bạn ơi. Tuấn Dương Hà ơi, hai bức cha mẹ nếu đóng khung đơn là 600, cả tranh lẫn khung mà đóng khung đôi là 700 nha anh nhá. Chị Hiền Lê ơi, chị có ok không thì cho em xin số điện thoại nha. Anh Nguyễn ơi, 9 con cá này là giá 600 nha bạn ơi. Có 9 con cá mẫu nhỏ hơn nha, chờ mình tí xíu. Có 9 con cá mẫu nhỏ hơn 390.000 nha. Rồi có mẫu cá 450.000 nữa nha. Có rất nhiều mẫu cá này, em còn một bức này em xả luôn 250 này. Vạn sự như ý này. Gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy, bức này 250. Đồng quê nhỏ không có câu đối bao nhiêu. Đồng quê đâu có câu đối đâu. Đồng quê đâu có câu đối đâu ạ. Chỉ có tranh cá, tranh ngựa, tranh công mà quen tranh cá hoa là mới có mọi người câu đối. Đây là bức đồng quê này 300 nha. Nó cũng là mẫu giống mẫu 550 nhưng mà nó là 300 mà kích thước là 50-70-300 nha. 50-70-300 ạ. Cái đồng quê này là... Ai hôm nay ai chia sẻ like cho em sẽ miễn ship luôn nha các anh chị ơi. Em sẽ miễn ship luôn nên các anh chị yên tâm. Chỉ cần chia sẻ like cho em là em sẽ miễn ship nha các anh chị ơi.
Đây là bức con công nền màu trắng này, lộc tài như ý này, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến hả? Xịt xịt xuống tí. Đây hả? Ừ thôi. Đây ạ, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Bức này là 250.000 nha, lộc tài như ý ạ, 250.000. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận. Còn đây là một bộ, ai lấy lộc tài như ý 250 thì comment em kiểu lộc tài như ý 250.000 cộng số điện thoại nha. Còn đây là một bộ phúc lộc thọ 3 bức như thế này nha. Này phúc, à đây chữ thọ này, phúc như Đông Hải, Trường Lưu Thủy, Thọ Tỷ, Nam Sơn, Bắc Lão Tùng. Cho xem tranh cá đi, ai cũng hỏi tranh cá hết. Tranh cá hả? Bây giờ cá hoa sen, bây giờ bỏ lên đây, đâu thấy đâu. Lúc thì thấy quá chừng, lúc thấy đâu. Này, lên một cặp cá này tiếp đi. Một cặp cá, hai con cá chép, người ta gọi là cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt đấy ạ. Cá chép ngắm trăng đây nha, đây là một cặp hai con như thế này nha mọi người, Lý Ngư Vọng Nguyệt. Hai con cá chép này cầu tài lộc, cầu may mắn, cầu sức khỏe nha. Thường thường họ treo hai bên bàn thờ này. Đồng quê nhỏ bên... giảm còn 500. Dạ không, đồng quê là 550.000 nha chị ơi. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nha chị. Còn không mà chị lấy mẫu 300 á chị yêu. Đây là một cặp hai con cá Lý Ngư Vọng Nguyệt này, 250 hai con này. Cầu tài lộc, cầu sức khỏe, còn một cặp duy nhất thôi. Còn một cặp duy nhất Lý Ngư Vọng Nguyệt này 250.000 nhá. Bên đó tuyết to ấy, nãy giờ bên đó nhiều lắm nè. Còn đây là cá chép này, cá chép hoa mẫu đơn kích thước lớn 1m3 này. Các chị lên khung là vô tầm 1m6 nha. Nó có 650.000, bức này 650.000 nha. Vạn sự bình yên này, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Đây bức này 650.000 nha các anh chị ơi. Kích thước 70x1m2 ạ. 70x1m2 cực kỳ đẹp luôn ạ. Nói bức lộc tài như ý này 450 này. Bức cá này là 450 nha. Ai lấy bức cá này 450, em cũng còn có một bức duy nhất. Bây giờ em đang xả nghỉ nên là bây giờ nó cứ còn một cái. Các chị yêu nào mà chốt thì chốt nhanh đi xẻ, nếu không là người ta lấy mất thì tiếc nha mọi người. Bức cá này em còn một bức duy nhất ạ. 450. Còn một bức cá 390 nữa, nhưng mà em tìm thấy mọi người từ từ chút nha. Lại đấy mà. Hay là có khi phía dưới được lên. Ừ, phía dưới được. Đây là bức lộc tài này 450 này. Ai lấy bức lộc tài lưu ý này 450 thì comment em màu trắng 450 cộng số điện thoại nha. Bức hoa vạn sự như ý này 1m3 này. 1m3 lên không 1m6 nha. Đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm, theo hoa mẫu đơn nha các chị yêu nha. Theo hoa mẫu đơn này 1m3 giá 650 này, có câu đối một bên nha. Rồi một cặp cá chép hai con Lý Ngư Vọng Nguyệt, cầu tài lộc, cầu may mắn, cầu sức khỏe này là 250.000 một cặp nha. 250.000 một cặp hai con. Một bộ phúc lộc thọ 3 bức như thế này là 450.000 một bộ 3 bức, được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận luôn. Kích thước của mỗi bức là 35x70 nha. Bức lộc tài như ý này, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Bức này màu trắng giá 250.000 ạ. Bức đồng quê này 300 nha, kích thước là 50-70 làm tranh ạ. Lên không là vô tầm 70-90 nha. Đồng quê này 300 ạ. Vạn sự như ý cá nhỏ này 250.000 nha. 250.000 bức cá nhỏ này nha các chị yêu ơi. Bức lập tài như ý này, vinh hoa, phú quý, niên trường, thọ, phúc lộc, an khang, tới các tường, kích thước là 60-90. Giá của bức này là 270.000, được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận luôn. Rồi, đồng quê lớn 81m2. Đồng quê lớn 81m2. Ai đồng quê lớn 750.000 nha. 81m2 thì comment cho em đồng quê 750.000 cộng số điện thoại nha. Rồi, cái đồng quê 550.000 này. 550.000. Cái bức này là 71m1 nha các chị yêu ơi. 550.000. Ai lấy cái đồng quê 550 thì comment em đồng quê 550 cộng số điện thoại này. Bức lộc tài như ý này là 270.000 nha. Nó giống cái bức cành mai nhưng mà nó là cành đào nha chị yêu nha. 270.000 lộc tài như ý cành đào ạ. Bức phú quý cát tường công này, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy, kích thước của nó là 1m1 nha. Ý nghĩa là phu thê viên mãn và tiền tài lộc phát ạ. Do tại vì bông hoa mẫu đơn với lại hai con công đó ạ. Bức phú quý bình an này 250.000, cánh đồng sen xanh nha. Cánh đồng sen xanh là 250.000 ạ. Cha mẹ này là 190.000 nha. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh chồng nuôi con. Ok bạn Phạm Lâm nha.
Đây ạ, bức cha mẹ này, thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh dòng nuôi con. Bức này chỉ có 190.000 thôi nha. Còn cánh đồng sen xanh này em xả còn, cái bức cánh đồng sen xanh thì còn có một bức xả 450.000 thôi nha các chị yêu ơi. Sen vàng. Sen vàng. Cánh đồng sen vàng này 450.000 ạ. Cái bức này lên khung cực kỳ sang luôn, tại màu vàng nó rất là sáng nhá. Cá vạn sự như ý này, nãy giờ ai cũng hỏi cá, hình như còn một bức này nên tìm không ra là đúng rồi. Vạn sự như ý này 390.000 nha. Đại cát hoa khai mừng thịnh vượng, đức ngập tràn ngày một vinh hoa. 390.000, ai lấy bức này comment là vạn sự như ý, kèm số điện thoại cho em ạ. Một bức duy nhất thôi nha các anh chị ơi. Các anh chị ai lấy tấm nào thì lấy nhanh, bởi vì em cũng gần hết tranh rồi. Một bức hạnh phúc nè, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Bức này thêu hai một đôi uyên ương đậu trên cành hoa đào nha các anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 190.000 thôi ạ. Rồi một bức tài đức nè, bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công. Cái bức này em xả luôn 190.000 đi. 100 thôi, lấy 170.000 nha. Em xả luôn 170.000, ai lấy bức này em là xả luôn 170.000 nè. Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công, tài đức. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi bức đồng quê này 550.000, ai lấy bức đồng quê này comment là 550.000 kèm số điện thoại cho em nha. Đấy, một bức đồng quê 550.000 đấy ạ. Đấy. Rồi cha mẹ đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Bức này em xả luôn 200 nha các anh chị ơi. 200 thôi ạ. Đấy, xả luôn 200 nha các anh chị ơi. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận luôn nha các chị yêu nha. Đấy. Rồi một bức mã đáo thành công 650.000 đây ạ. Mã đáo thành công này có nền trắng và nền đen theo 8 con ngựa đang chạy trên đồi cỏ. Đấy, kích thước là 70 x 1m2, giá là 650.000 nha các anh chị ơi, có nền trắng và nền đen. Đây em sẽ lên một bộ tứ quý cho các anh chị xem này, Đông Ngâm Bạch Tuyết Thiền. Bộ này là bộ người nha các anh chị ơi. Hạ Thưởng Lục Hà Trì. Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử. Còn bức xuân nữa lạc đó mất rồi. Mới đấy đã lạc nữa rồi. Một bức xuân nữa. Đúng rồi. Không biết mình còn bức lọc nào hay lọc dê lúa nào. Chết mẹ rồi, chết cha rồi, có khách đặt bức lọc dê lúa không có mà gửi luôn. Rồi đấy. Rồi một bộ 3 4 bức như thế là 350.000 miễn ship luôn nha các anh chị ơi. Rồi bức thuận buồm xuôi gió nè. Xả luôn bức này 550.000 nha các anh chị ơi, 550.000 thuận buồm xuôi gió, kích thước 70 x 1m2 nha. Tranh theo lụa thì 1m2 là kích thước lớn nhất nha các chị yêu ơi. Mọi người mà muốn tranh kiểu thập hay tranh đá thì nó mới có kích thước lớn thôi. Ok nha chị Cường Nguyễn. Chị Nguyễn là gì á? Ok chị Cường Nguyễn nè. Phú quý cát tường ạ. Gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Cái bức phú quý cát tường này em đang xả luôn là 390.000 nha các chị nhá. Được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận ạ. Các chị cứ yên tâm là cái tranh này á, độ bền hơn tranh kiểu thập với lại tranh đá rất là nhiều. Và nó là tranh thêu lụa truyền thống. Các anh chị về thì chỉ việc lên khung giùm em thôi, không phải giặt, không phải thêu. Mọi người cứ tưởng tượng đi là trừ cái phần nền màu đen thì tất cả các chi tiết còn lại đều là thêu lụa 100% nhá. Chị Phụng Kim ơi, hồi nãy là chị lấy bộ công mà bây giờ chị lấy luôn bộ người hả? Hay là chị lấy bộ người không lấy bộ công? Một bộ 3 bước phúc lộc thọ này. Đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm nha. Đây là bức lộc. Một bộ 3 bức phúc lộc thọ này là 450.000 ạ. 450.000, kích thước là 38 x 60 nha. Chị Phụng Kim ơi, chị lấy bộ người hay bộ công vậy? Không thôi, tí nữa em điện cho chị cũng được. Bức thọ này, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Một bộ 3 bức như thế này là 450.000 ạ. Được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận để cho mọi người yên tâm nha. Cái tranh này các anh chị cứ yên tâm là không bao giờ bị phai màu, không bao giờ bị xuống màu, không bao giờ bị bung chỉ, không bao giờ bị xù chỉ. Và chất lượng của nó đảm bảo là trên 30 năm dùm em ha. Đúng. Dạ chị lấy bộ công ok nha chị Phụng Kim. Vạn sự như ý. Đóng, đóng khung cái bức đồng quê 550 bao nhiêu cho mình xem lại tranh. Đồng quê 550. Không phải. Đấy. Đồng quê 550 là đóng khung em không biết nữa. Chắc là tầm 450 á bạn ơi. Cái này lên khung nó cũng to lắm chứ không nhỏ đâu. Cái này lên khung to lắm, đồng quê 550 này. Rất là
đẹp nè. 550.000 bức đồng quê này ha. 550 ạ. Cái này lên khung nó cũng to, nó phải vô tầm 1m35 ha. Nó không có nhỏ đâu ạ. Bức đại cát đại lợi này nha, người ta còn gọi bức này là tội cội nguồn tổ ấm đấy ạ. Tức là đi đâu thì cũng quay về gia đình mình. Nên là bức này có ý nghĩa là cội nguồn tổ ấm nhá. Cội nguồn tổ ấm, bức này là chỉ có giá là 250.000 thôi ạ. Nó theo chữ là đại cát đại lợi đây nha các chị yêu nha. 250.000 thôi. Hình như hồi sáng có người nói lấy của tới bức này đúng không? Ừ, đúng rồi. Xong thấy chị chốt vậy? Quên hả? Tí chốt. Phú quý bình an này, bức này em xả luôn 500 phú quý bình an nha. Phú quý bình an này. Bao nhiêu xả? 500 nè. Kích thước chắc cái này phải 80 luôn á. 80 1m2 nha các chị yêu nha. Phú quý bình an nó rất là to luôn. Cái bức này em còn một bức này em xả mới giá 500, chứ còn bình thường bức này phải bán tới 850-900. Thương Nguyễn ơi, bạn còn ở đấy không? Bạn còn lấy không bạn ơi? Bức phú quý bình an này 350 đưa em gói một miếng mệt. Phú bức quý. Phú quý bình an này 350 nha. Đây ạ, vinh hoa phú quý niên trường thọ phúc lộc an khang tuế cát tường nha, 350 ạ. Có nền trắng với nền đen nha các chị yêu nha, mọi người ăn bim bim. Em xả gần hết tranh rồi các chị yêu ơi. Phúc ca mẹ ngắm mình ra đúng không? Các anh chị ai muốn xem tranh gì thì cứ comment em sẽ cho các anh chị xem tranh nha. Có rất nhiều mẫu tranh luôn nha các anh chị ơi. Đây là cánh đồng sen vàng này, cái này kích thước nhỏ nha. Bức này 250 thôi nha, phú quý bình an 250 ạ. Cánh đồng sen vàng 250 ạ. Vợ chồng này. Cái vợ chồng like bằng cái nào ấy? Cái nick đang like đây này. Hả, Nguyễn Tự Lập. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Bức này 200 nha. Rất là đẹp luôn. 200 bức vợ chồng này. Thử coi nó có phải. Kích thước là 60-90 nha. 60-90 ạ. Bức này là bức thuận buồm xuôi gió này, 1m2 này, 70 1m2. Thuận buồm xuôi gió theo tùng hạt, thác nước này, núi non này, cò này. Đấy, nó có đầy đủ hết tất cả các chi tiết nha các chị nha. Thuận buồm xuôi gió. Bức này chỉ có giá là bức này chỉ có 650 thôi ạ. Bức này giờ xả 650 lỗ lòi luôn. 650 thôi nha các chị yêu nha. Cái này đi được rồi nè. Được chưa? Nó có thông báo không? Đây này. Được rồi, như thế này là được rồi, gì nữa? Ừ. Đúng không? Đúng chưa? Được chưa? Mã đã thành công này. Kích thước 1m2 nha. 1m2 mã đã thành công ạ. Bức này 650.000 nha các anh chị ơi. 650.000 cái này không có ai xem. Bà ngồi bà giữ luôn đi. Cái không này ai xem à? Thắt nhá. Ừ. Được một người. Sao nó đang cố kết nối lại là sao? 650.000 nha các anh chị ơi. Bức mã đáo thành công này 650.000 rồi. Một bộ phúc lộc thọ này. Một bộ phúc lộc thọ này. Thọ này. Phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng. Chụp lại cái màn hình đi. Bà like đi bà cắm. Mà like bao lắm gì vậy? Bức thọ nè. Chết rồi, em đẹp quá mà chúng nó còn like em nữa thì thế này thì chết. Phúc đây, phúc đầy nhà năm thêm giàu có, đức ngập tràn ngày một vinh hoa nhé. Rồi các anh chị chia sẻ giùm em nha, các anh chị ai đang xem live chia sẻ giùm em nha. Trời, cái điện thoại của em nó hư bây giờ nó mới được, trời tội em quá. Các anh chị ơi chia sẻ nhiệt tình giùm em nha. Đấy, một bộ phúc lộc thọ ba bức như thế này, phúc đây chữ lộc này, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Đấy, một bộ bốn ba bức phúc lộc thọ như thế này giá là 450.000 nha các anh chị ơi. Trời, các anh chị chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Rồi chữ thọ nè, phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng. Đấy, một bộ ba bức như thế này giá là 450.000 nha các anh chị ơi. Trời, quá rẻ, quá bèo nhèo luôn á. Rẻ quá chừng rẻ, chưa có đâu rẻ bằng. Một bộ hai bức cha mẹ này. Chữ mẹ này, ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọng kiếp mãi không quên. Bức này, một bộ hai bức 280.000 nha. 280.000 bộ hai bức này.
lên không cực kỳ đẹp luôn. Bước này là bước bộ cha mẹ nha. Và 280.000 thì các anh chị được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nhé. Bước hạnh phúc là 170.000 thôi. Bây giờ lấy xả luôn, 170.000 luôn. Trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Đồng hồ. Đây là mẫu vợ chồng này. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Mẫu này 200 nha. Vợ chồng ạ, 200. Có vô hai cái màn hình không ạ? Vợ chồng này 200 nha các chị yêu nha. Cho ra để chia sẻ nha. Đây. Lộc tài như ý thì 270.000 ạ. 270.000, kích thước của bức này là 60-90 ha. 60-90 ạ, 270.000 nha. Của tớ đúng rồi, nó không cho chia sẻ nữa đây. 270.000 ạ. Bức vạn sự như ý này, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lập đến, phúc duyên tràn đầy. Bức này chỉ có 250.000, vạn sự như ý nha. Vạn sự như ý nè, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. 250.000, trời ơi, quá rẻ quá đẹp luôn các anh chị ơi. Rồi một bức lộc tài như ý nè, vinh hoa phú quý niên trường thọ, tài lộc an khang phúc nhãn đường. Trời ơi, 280.000 nha. Cái này có cành hoa mai và cành hoa đào nha các anh chị ơi. Ai lấy bức mày comment là lộc tài như ý kèm số điện thoại cho em nha. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị ơi. Bức lộc tài như ý là 250.000 nha. Các anh chị ai đang xem like chia sẻ giùm em ạ. Chia sẻ giùm em rồi chấm cho em một chấm tương tác này. Em thấy lượt view thì nhiều mà sao thấy không thấy ai comment, hay em bị ẩn comment rồi biết. Bức lộc tài như ý là 250.000 nha. Đẹp. 250.000 bức đấy ạ. Em còn bức mã đã thành công này, em xả bức mã đã thành công này 300 này. Ai chốt bức mã đã thành công này 300 không? 300 mã đã thành công này nha, 300. Mã đã thành công mẫu đây 300 nha. 300 mã đã thành công. Mã đã thành công lớn này. Thúy hồi sáng chỉ có một cái đơn lớn thôi hả? Ờ. Hình như có mã đó rồi mà. Làm gì có. Mã đã thành công, cái này 650.000 nha các chị yêu ơi. 650.000 ạ. Các anh chị ai đang xem like chia sẻ hoặc chấm tương tác về một chấm đi nào. Trời ơi tội em quá, nó đi đâu mất rồi. Mã đã thành công là 650.000 nha. Đây là thuật buồm xuôi gió nền trắng này. Thuật buồm xuôi gió nền trắng này. Rất là đẹp luôn, thuật buồm xuôi gió này. Nó theo cây tùng nè, thác nước nè, nước nè. Bức này nếu như mà nó không có chữ thuận buồm xuôi gió thì em nghĩ là nêu theo chữ là lưu thủy sinh tài cũng đẹp đấy ạ. Thôi, sao của cậu nó lại mất đi đâu rồi? Nó lại mất rồi. Bức phú quý cát tường này, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy nha. Bức này là 390.000 thôi. Đâu không thấy ai thế này, không thấy ai thế này. Đây mình gấp kênh lại để bắt đầu mình cho các bạn xem mẫu khác nha. Phú quý cát tường này 390.000, kích thước là 1m1 nha. Phú quý cát tường 1m1, ai lấy phú quý cát tường 1m1 thì comment phú quý cát tường 1m1 cộng số điện thoại này. Thuận buồm xuôi gió này 1m2. 1m2 lòng tan có nền trắng với nền đen. Thì mọi người lên không phải vô tầm 1m45. Bức này 650.000 nha. Thuận buồm xuôi gió nền trắng ạ. Bức mã đá thành công này là 71m2. Các anh chị lên không là thành 81m45 nha mọi người. Mã đá thành công. Bức này 650.000. 650.000 mã đá thành công. Bức mã đá thành công nền trắng này em xả luôn 300 ạ. 300 mã đá thành công nền trắng này nha. Ai lấy mã đá thành công nền trắng thì 300 thì comment mã đá thành công nền trắng 300 cộng số điện thoại nha. Bức lộc tài như ý này, lộc tài như ý này thì 250.000. Gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. 250.000 lộc tài như ý này.
lập tài như ý công màu trắng nha. Còn đây là lập tài như ý nền màu đen theo quê hoa đào này. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc tài lộc an khang tuế cát tường, 280.000 nha. Mọi người hôm nay các anh chị thân yêu dùm em là nếu như mọi người chia sẻ thì mọi người có đơn thì được miễn phí ship hết nha. Bức vạn sự như ý này 250.000, gia đình vạn sự bình yên tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy, kích thước là 50-70 nha. Lộc tài như ý kích thước là 60-90 ạ. Theo cành hoa đào nha. Mọi người thích lấy cành hoa đào hay cành hoa mai thì comment em cành hoa đào hoặc cành hoa mai cộng số điện thoại nha. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Bức này em xả luôn là 200 ạ. Bức vợ chồng này 200 nha. Bức đồng hồ hạnh phúc này, cái này là em xả luôn 170.000 nha. Duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Em còn 2 bức vợ chồng hạnh phúc này nha. Đồng hồ ạ 270.000. À quên, 2 hồ sơ ngả lên người nha. 170.000 ạ. Đây là một bộ 2 bức cha mẹ này. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. 2 trăng khuya trăng rụng xuống cầu vì con cha mẹ dạy dầu nắng mưa, 280.000 một bộ 2 bức nha. Nó khó dài tí rồi. Bên của em có tại giờ nó có cái chỗ này nên thấy được con nó 58 hay là 59 người nè. Các chị yêu ơi, mọi người có ai đang xem không? Cho em xin một chấm tương tác nè. Em xin phép mình thoát lại nha.